là lớn vào sự phát triển của địa phương, giải quyết nhu cầu về nhà ở và đa dạng cho cư dân và góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới cho thành phố này. Các khu đô thị mới với quy hoạch bài bản hiện đại đang từng bước nâng cao chất lượng đời sống của cư dân, kiến tạo môi trường đời sống an lành hơn, hiện đại hơn, trở thành động lực cho nền kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ và nổi bật nhất trong số các đô thị đại đô thị tại Cần Thơ. Có thể nhìn đến đó là khu đô thị ngôi sao Stella Megacity của Kita Group. Kính thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ để tìm hiểu thêm về dự án, chân thành kính mời ông Lê Văn Út, giám đốc sàn sẽ cùng lên sân khấu để cùng chia sẻ về dự án Stella Megacity. Và hãy cùng chào đón ông Lê Văn Út, giám đốc sàn. Lời nói đầu tiên thì xin gửi lời chào tới chú quý anh chị có mặt hội trường ngày hôm nay. Thì thay mặt ban đạo công ty thì tôi xin chia sẻ một số kiến thức về bất động sản của thị trường bất động sản nói chung và bất động sản của Cần Thơ nói riêng. Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến hàng đầu của nhiều nhà đầu tư, nhưng mà tuy nhiên á thì quỹ đất của Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hạn hẹp, cho nên các tỉnh lân cận của Thành phố Hồ Chí Minh thì ngày càng phát triển. Đặc biệt mình có thể là nói tới giống như là thành phố Long Xuyên, thành phố Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Trong đó thành phố Cần Thơ là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương, cho nên điểm sáng nhất của khu vực mình có thể là mình đầu tư ở đây là một cách xin lợi nhuận an toàn. Thì đặc điểm của thành phố Cần Thơ là sẽ có cái sân bay quốc tế Cần Thơ. Đây cũng là một cái sân bay có thể là tất cả các vùng đồng bằng sông Cửu Long tập trung lượng du khách về đây. Tiếp đến sân bay, sau sân bay thì nó sẽ có là ở đây là có hai cái cảng ở thành phố Cần Thơ là cảng Hoàng Diệu và cảng Cái Cui. Thì đối với cảng Hoàng Diệu, cảng Hoàng Diệu thì là ở chỗ quận Bình Thủy, còn đối với chỗ cảng Cái Cui nó nằm ở thuộc quận Cái Răng. Thì hai cảng này là nói chung là sẽ là điển hình của thành phố Cần Thơ về giao thông đường thủy. Tiếp đến thì cái này là hiện tại đang phát triển của thành phố Cần Thơ, nhất là các tuyến cao tốc nối liền từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ, và tuyến gần đây là mới triển khai đó là Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Thì một tuyến đường này nó sẽ nối liên tỉnh từ An Giang là thành phố Châu Đốc của mình sẽ nối liền đến Cần Thơ, và cái điểm cuối của nó là chỗ cảng Thịnh Đề Sóc Trăng. Thì cái tuyến mà hạ tầng giao thông mình phát triển thì sẽ kèm theo cái lưu lượng giao thông hàng hóa, lưu lượng du khách thu hút về thành phố Cần Thơ cực kỳ đông, thì đó là một tiềm năng để mình phát triển bất động sản. Đây là cái tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ, và hiện tại đã đưa vào sử dụng cái tuyến từ Trung Lương đến Mỹ Thuận, thì chỉ còn đấu nối của cái tuyến từ Mỹ Thuận về Cần Thơ nữa thôi. Thì các anh chị cũng biết khi mà đã đấu nối cái tuyến đường này rồi thì sẽ rút ngắn thời gian từ đây, từ Cần Thơ đến với thành phố Hồ Chí Minh, thì cái thời gian đường sắt mà nhiều. Ví dụ như bây giờ lúc trước mình đi từ Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh là giai đoạn khoảng 3 tiếng, thì khi mà đấu nối tuyến đường này thôi chỉ còn đi khoảng 1 tiếng rưỡi là đến thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì cái này là cũng là một cái điểm mạnh để có thể là Cần Thơ thu hút những nhà đầu tư lớn. Ví dụ như là hiện tại là Cần Thơ là có nhiều nhà đầu tư nói tới như là Hoàng Phát cũng chuyện được triển khai đấy. Ở Cần Thơ thì cũng có là Vicom, tập đoàn Novaland thì đã mới triển khai cái điểm sập cơm ngay ở Cầu Máu, thì có thể chuẩn bị là triển khai thêm một cái biệt thự viên xong nữa. Thế đây là tại sao mà những cái nhà đầu tư đó, lớn đó nhắm tới thành phố Cần Thơ, thì quý anh chị có thể là thấy được cái tiềm năng và nhà nước mình đang đầu tư dần nhiều vào đổ vốn nhiều vào thành phố Cần Thơ của mình. Thì em xin nói tiếp tới nữa là về cái khái quát về của thành phố Cần Thơ. Thì thành phố Cần Thơ của mình có diện tích tầm khoảng 1.438 km². Thì dân số thành phố Cần Thơ khoảng hơn 1.200.000 người.
thì trong đó là có 5 quận và 4 huyện. Và điển hình là ở quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy và quận Cái Răng. Thêm cà phê không? Làm thêm miếng nữa nha. Ở đây là đối với là cái quận trung tâm nhất của thành phố Cần Thơ là quận Ninh Kiều. Thì quý anh chị đến với thành phố Cần Thơ, mình điển hình nhất là bến Ninh Kiều. Thì bến Ninh Kiều của mình là đang nằm ở quận Ninh Kiều. Thì đối với cái dự án điển hình của quận Ninh Kiều như là Vico Cần Thơ, đối với dự án Vico Cần Thơ này thì nó nằm có vị trí, nó có vị trí rất là đẹp của thành phố như quận Ninh Kiều, và cái giá thành của nó cũng cực kỳ cao. Đối với một cái căn shop house ở đây thì giá thị trường của nó căn rẻ nhất cũng phải rơi vào 17 tỷ. Thì ở đây cái căn 17 tỷ này